Từ ngày 9 và 10 tháng 8, hơn 12.000 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi công bằng, nghiêm túc và an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Càng sát thời gian thi, công tác phòng dịch COVID-19 tại các điểm thi càng được chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn đủ điều kiện dự thi, không thuộc diện cách ly. Các điểm thi đã phối hợp với ngành y tế địa phương triển khai tổng vệ sinh, phun khử khuẩn khu vực điểm thi, kiểm tra thân nhiệt trong mỗi buổi thi. Ngoài ra, 28 trên 28 điểm thi đã chuẩn bị các phòng thi dự phòng, mua sắm đầy đủ các vật tư y tế, đảm bảo khẩu trang cho tất cả các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi, bố trí khu vực rửa tay, xà phòng, nước rửa tay khô, mỗi phòng thi có một máy đo thân nhiệt. Đồng thời, các nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở con em tự trang bị các biện pháp phòng dịch cho bản thân. Nhà trường đã phối hợp với trung tâm y tế là cử 5 người đến đo ngay ngoài cổng. Lần một, sau khi các em vào phòng thi, thì điểm thi sẽ yêu cầu giám thị sẽ nên đo lần hai và có ghi sổ. Phía hội phụ huynh thì quản lý con em mình ở nhà, luôn nhắc nhở các con là không nên tụ tập đông người, ăn nghỉ tại nhà và cũng liên tục kiểm tra thân nhiệt cho các con. Cũng chuẩn bị tinh thần là khi đến ngày thi này thì gia đình sẽ kiểm tra thân nhiệt trước khi con đến trường và phát khẩu trang, rửa nước, rửa khuẩn chu đáo. Trước đó, các nhà trường đã tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh với nhiều hình thức như học trực tuyến, qua truyền hình và trực tiếp trên lớp. Nội dung ôn tập bám sát chương trình tinh giản và bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Song song với đó, các nhà trường chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo số phòng thi quạt mát ánh sáng cho thí sinh, đảm bảo hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản bài thi, đề thi đủ dung lượng lưu trữ, có thể vận hành ngay cả khi mất điện. Hơn 2.000 cán bộ làm nhiệm vụ thi đều được tập huấn quy chế thi. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo kỳ thi đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại tất cả 28 điểm thi, kịp thời nhắc nhở khắc phục những thiếu sót. Trong những ngày vừa qua đã hết sức mình chuẩn bị về cơ sở vật chất, không những phục vụ cho kỳ thi mà còn phục vụ cho cả công tác chống dịch. Chiều nay, cùng với cả nước, hơn 12.800 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và đính chính thông tin nếu có sai sót. Tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng bước vào buổi thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai, 9 tháng 8.